Mến chào tất cả các bạn và quý bà con đã trở lại với kênh YouTube của mình nha, nơi mà các bạn có thể cập nhật được những mô hình và cây trồng tại miền Tây nha các bạn. Và chủ đề ngày hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn xem về là mô hình là trồng cải bẹ giống nha các bạn ha. Thì một cái mô hình là trồng cải bẹ giống kinh doanh tại miền Tây của mình nha các bạn. Thì cái mô hình này thì được trồng rất là đẹp nha các bạn ha, là được lên mô cũng như là có đi dàn lưới để che nắng che mưa luôn các bạn. Và cái bẹ giống mình lên rất là đều nha các bạn. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số kinh nghiệm nhỏ như thế này. Thì đầu tiên á, thì bạn là muốn trồng cái loại cây này á, thì bạn nên là mua hạt giống nha các bạn. Thì hạt giống á, thì bạn có thể là mua từ các tiệm vật tư nông nghiệp cũng có nha các bạn ha. Còn nếu như mà trong trường hợp mà các bạn mua không có thì các bạn có thể là liên hệ mình ha. Thì mình cũng có là chia sẻ hạt giống cho các bạn ha. Thì một gói hạt giống như vậy là tầm khoảng là 10 đến 20 gram nha các bạn, thì tùy theo thôi. Thì cái mô hình này các bạn cũng đã xem đó, thì giống nó lên rất là đều và đẹp nha các bạn, và có đi dàn lưới nè. Và cái thời gian mà thu hoạch của cái cây cải bẹ giống này á, nếu như mà các bạn mà thu hoạch sớm á thì nó tầm khoảng là 25 ngày, còn nếu như mà các bạn thu hoạch trễ thì tầm là 30 ngày nha các bạn. Có nghĩa là tức là một tháng là mình đã có thu hoạch được cái loại cải bẹ giống này rồi đó. Thì để quay sơ cho các bạn xem á, thì cái mô hình này á, là mình có đi ống nước nè các bạn, rất là rõ ràng ha, ở trên là có lưới là che nắng che mưa luôn. Thì cái việc mà nó bị sâu bệnh thì nó rất là thấp, nó chỉ bệnh là sâu ăn lá thôi các bạn. Nhưng mà sâu ăn lá thì mình cũng có chia sẻ cho các bạn một số video về trị sâu ăn lá. Ở video trước là dùng nhiều loại thuốc các bạn, có thể là mình dùng tỏi với ớt các bạn, bạn trộn lại với nhau, bạn xịt nó cũng hết nữa, hoặc bạn để trong tủ thì nó cũng bay bát mùi nó hết nữa các bạn. Hoặc là các bạn có thể là dùng một số cái mẹo nhỏ mình đã chia sẻ cho các bạn những video trước á, thì các bạn có thể là xem lại ha. Thì như cái này nè, cũng có bị sâu ăn lá, bị ít thôi các bạn chứ không có nhiều các bạn, thì mình xịt thường xuyên các bạn. Đó, để quay cho các bạn xem nè. Thì cái thời vụ mà để mà trồng cái cây cải bẹ giống này các bạn, thì mình xin được chia sẻ cho các bạn ha. Thì nó là trồng được là quanh năm luôn nha các bạn. Nói chung là thời điểm nào á các bạn trồng cũng vẫn được. Và đặc biệt là các bạn trồng kinh doanh á, như thế này á, thì mình vừa thu hoạch xong các bạn là mình phơi đất khoảng một ngày, rồi mình bón vô cho nó sơ qua, rồi mình cày ải đất, rồi sau đó mình lại tiếp tục mình trồng nha các bạn. Trồng lại cây cải bẹ giống này vẫn không bị gì luôn nha các bạn ha. Đó, thì cây này nó hơi bị sâu này các bạn, sâu ăn lá các bạn. Thường là cải là nó hay bị sâu ăn lá các bạn. Đó, để quay cho các bạn xem ha. Thì bạn nào mà cần mua hạt giống á, thì cũng có thể là liên hệ mình nha các bạn. Thì số điện thoại của mình á, thì mình để ở cái phần là trang chủ kênh á, các bạn xem ha. Còn cái việc mà chăm sóc về cây cải bẹ giống này các bạn á, thì một ngày á, là mình tưới hai lần cho cải bẹ giống nha các bạn ha, và tưới vào là lúc sáng sớm và lúc chiều tối nha các bạn. Vì cái thời gian là buổi trưa thì các bạn là không nên tưới nha các bạn. Bây giờ buổi trưa thì nắng nóng các bạn, nếu như mà các bạn không có cái mô hình mà lưới như mình ở đây vậy nè, thì các bạn là tưới thì cái khả năng cái bộ rễ của cái cây cải giống này nó sẽ là bị bệnh nha các bạn ha. Đó, nó bị thối này nọ, nói chung là nắng khó mình tưới được, tưới vào lúc buổi sáng và buổi chiều thôi nha các bạn. Còn cái mô hình này thì mình canh trời mát là mình có thể tưới được rồi, tại vì mình có lưới để mình che nắng che mưa các bạn. Còn cái khi mà các bạn gieo á, thì mình xin được chia sẻ thêm nè. Thì khi mà bạn gieo trong một cái vườn ươm á, thì khoảng là 10 ngày sau á, thì bạn có thể lấy ra là bạn cấy nó ha. Và bạn bón cho nó một ít phân là 22-20-15 nha các bạn. Hoặc bạn tưới, nếu bạn có điều kiện nữa thì bạn tưới phân cho nó thì nó sẽ hiệu quả hơn. Mình thấy là tưới là nó sẽ là hiệu quả hơn là cái việc mà mình bón phân nữa, nếu như bạn có thời gian nha các bạn ha. Đó. Thì cải ở đây là trồng rất là đều nha các bạn. Khi mà cấy như vậy á, thì một clip như vậy là đây là mình cấy là 4 cây nha các bạn ha. Có nghĩa là mình ươm cho một cái vườn ươm, xong khoảng là 10 ngày sau á là mình lấy ra mình cấy. Và cứ một hàng như vậy các bạn xem kỹ đi, thì nó là 4 cây trên một hàng á. Khi mà các bạn mua giống về bạn ươm trong một cái vườn ươm trong thùng xốp hay gì đó các bạn, rồi sau đó là bạn hãy bứng ra các bạn trồng ha. Nè các bạn xem nè, quay cho các bạn nè, 4 cây nha các bạn. Bạn nên trồng thưa ra ha, tại vì khi nó bự thì nó cũng bung cái lá bự ra các bạn. Thì
thì các bạn đang xem á, thì nay nó đang phát triển rất là tốt nha các bạn. Thì trên thị trường các bạn thì cải bẹ giống nó cũng rất là chuẩn nha các bạn ha. Thì cũng còn một cái loại cải giống khác đó là các bạn có thể là nhìn hiểu lầm, đó là cải xà lách giống nha các bạn ha. Nhưng mà cải xà lách giống á là nó cây nó sẽ cao hơn một tấc ha, còn này thì nó chỉ là bẹ ra nó kiểu như cải xanh vậy các bạn, nhưng mà nó giống giống nè các bạn nhìn nè ha. Đó, dạch ra cho các bạn xem nè. Đó thì đây là cái cải bẹ giống đó các bạn. Thì kênh của mình á, hiện tại thì cũng có quay á, cũng như là chia sẻ cho các bạn nhiều loại cải á, thì các bạn có thể là vào cái phần danh sách phát của mình á, các bạn xem ha. Đấy các bạn, cải bẹ giống nè. Cải này á, thì ăn làm rau sống thì ăn rất là ngon nha các bạn ha. Để quay sơ cho các bạn một cái mô hình là trồng kinh doanh ha. Thì bạn nào mà muốn trồng kinh doanh á, thì các bạn có thể là xem cái video này kỹ thiệt kỹ ha. Các bạn cố gắng đừng tua ha, thì các bạn sẽ là biết cái cách gieo trồng ha. Thì như nãy giờ mình cũng có chia sẻ cho các bạn rồi đó. Thì khi mua giống về á, thì các bạn là phải là ngâm với nước ấm là tầm 30 đến 40 độ C á, thì ngâm trong vòng là 20 phút thôi. Rồi sau đó mình vớt ra là mình ngâm với cái hàng là nước lạnh là từ 4 tiếng đến 6 tiếng, rồi sau đó là mình mới gieo trồng ha. Mà trước khi gieo trong vườn ươm á, thì các bạn là nên chọn cho nó một cái đĩa phân ha. Đó, còn cái dược liệu mà cái nguyên liệu mà mình để mà mình ươm á, thì nếu mà như mình ở đây á, thì mình ấy sẽ cái sơ dừa nha các bạn. Còn nếu như mà các bạn thì các bạn có thể dùng là cho chấu cũng vẫn được ha. Thì là vậy, thì sau khoảng 10 ngày rồi mình phải bứng ra rồi mình cấy cho nó. Và tưới nước thì chỉ là tưới vào buổi sáng và buổi chiều thôi, tránh hạn chế vào buổi trưa. Nếu như mà các bạn không có cái nhà lưới nha, quay cho các bạn xem nè, chia sẻ cho các bạn hết mình luôn. Còn thời điểm thu hoạch của nó thì tầm 25 ngày là mình có thể là lượm nó rồi ha, mình thu hoạch nó rồi. Còn 30 ngày thì cũng được, như các bạn ví dụ như bạn nhiều lón quá thì bạn không thu hoạch hết á, thì một ngày mình thu hoạch là 4 liếp, rồi cứ xây vòng vậy đó cho đủ tới 30 ngày đó, các bạn ha. Các bạn nào mà trồng kiểu như là kinh doanh bán chợ á, thì các bạn ở nhà với bạn tự buôn á, thì nó là vậy ha. Thì tầm 25 ngày là mình cắt được rồi đó, các bạn lên rất là đều nha các bạn ha. Ở đây mình đi hệ thống ống nước nè, rõ ràng luôn đó. Các bạn xem, thì bạn nào đang xem thì chưa like thì hãy like cho mình một like nha các bạn, cũng như là một lượt đăng ký để kênh mình phát triển nha các bạn ha. Thì mình sẽ cố gắng mình đi quay những cái mô hình mà đẹp cho các bạn cùng xem nha các bạn. Thì ở miền Tây mình thì rất là nhiều cái mô hình trồng đồ nha các bạn, thì đặc biệt là trong gia đình mình á, cũng như là bà con của mình thì trồng đồ rất là nhiều. Thì mình sẽ đi quay mình chia sẻ cho các bạn hết luôn nha. Rồi mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video kế tiếp của mình nha.